mọi người đã quay trở lại với kênh Hương Ý 76 nha. Thì hôm nay mình sẽ tạo một cái bài văn, đó là về ngôi nhà của mình. Cái lý do mà mình phải tạo bài văn này bởi vì có lúc mình thi thì mình sẽ viết bài văn này và cô mình kêu là về nhà mỗi bọn là tạo một cái bài văn riêng về ngôi nhà của em. Và cô đã tạo một cái điểm nhấn, đó là ở nhà mình có thể nhìn ngắm ngôi nhà của mình, xong mình tả trên tờ giấy trắng này thành một cái dòng văn nó rất là dài hoặc là rất là ngắn, và chúng ta có thể tóm tắt ngôi nhà của mình như thế nào như thế nào. Bây giờ ok thì vào luôn đi. Mình sẽ bắt đầu đọc nha. Nhà của em ở xóm vậy, đi đến trường cần phải đi qua một cái cầu. Nhà em nhìn từ bên ngoài hiền hòa, tường xanh ngói đỏ, cửa ra vào thì bằng cửa kính, bên cạnh còn có một cái cửa sổ kính để nhìn ra bên ngoài sân. Ở sân có cây xoài, cây bưởi, cây mít, cây nghệ. Ở trước nhà có những cây hoa 10 giờ và những cây hoa khác. Ở dưới cây mít còn có một cái giường tre. Khi em vào trong nhà thì có phòng khách, còn có một cái tivi, đi nữa là một căn phòng của chị em. Ở trong căn phòng có hai cái bàn học của chị hai em, và em có một cái tủ quần áo, có một tấm nệm. Đi nữa là một căn phòng, ở đó là nhà kho của nhà em, ở chứa những vật dụng lâu mới dùng đến. Đi nữa là nhà bếp, ở đó có tủ lạnh, trên bếp có bếp ga, mắm, nước mắm, dầu ăn, muối, bột ngọt, chén đũa để ăn cơm, ly, bình nước, nồi cơm điện. Rồi có hai cái giường, một cái giường để ngủ, một cái giường để ăn cơm. Bên cạnh cái giường là một cửa sổ. Bên cạnh tủ lạnh là một cái cửa để ra phòng tắm. Ở phòng tắm có xì phòng tắm. Để đi qua bên trái là bếp củi để nấu nước tắm, nước uống. Ở vườn nhà em có cây đu đủ, có cây cà tím, cây rau muống, cây chanh, cây rau lon, cây đinh lan, cây đậu đen, cây bí. Còn có một cái chuồng bò. Ở đó có quần áo. Ở đó có quần áo nhà em, phơi xong để đó rồi đem vô nhà. Còn để củi bên trái của nhà còn có chuồng gà chia ra hai bên, một bên cho gà đẻ trứng, một bên cho gà trống. Buổi tối em và chị hai và nội hay ra phòng khách để xem phim và nói chuyện hôm nay mình đã gặp và làm những gì. Em rất yêu quý ngôi nhà của em, nếu có điều kiện em sẽ mời các bạn về nhà em chơi. Đó là mình chỉ tả tóm tắt ngôi nhà của mình thôi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ là like, bình luận ở dưới nha. Tạm biệt mọi người.